chi tay rồi rồi chụp hình gì cũng rồi, hình cái chân đó. Nắng cục cục như gì mà nào phân ra nó cho biết rồi bao nhiêu cục một cục vậy là đòn đó, lát nữa mới xe ra dài, lúc có xe dài để cái mở nó vô, để vô chính giữa giặt nó ra để vô chính giữa mới xe mà ốp lại xe dài ra nhưng mày giờ bắt thử giờ cũng như bắt phân cho nó đều mà cục nào mấy cho nó đều với nhau Một đòn là nhiều đậu vậy đó hả? hả. Một đòn là nhiều đậu vậy đó hả? Ừ. Một, hai, bốn, sáu, tám, mười, mười hai, mười bốn, mười sáu, mười tám. Đậu vậy đó sợ còn nhỏ nữa. Nó nói 20 đòn thì làm vậy là tới hai mấy đòn nữa nè. Mỡ heo mỡ này sống hay là mình có làm Sống nó sống rồi mình nấu nó chín mình gói vô đây tưởng nè rồi mình bắt cho mình nấu rồi nó cũng chín với bà nữa nè. mình tưởng nó là để sống như gói Thì mình gói rồi xong rồi mình mới nấu bánh á thì nó cũng chín chứ bây giờ mình gói sống đó. Sống hả? Lát nữa để vô trong đây nè cục nhân này nè mình nắn ra dài dài rồi mình để vô mình ốp lại mà mở phải nó làm mở chứ lần tới gấu nó không có gấu mở đậu không à đậu không đậu đó là mình làm ngọt rồi Chuối nè, mình gói chuối xiêm ha. xiêm đó mà trái chút chút không đó Trái nhỏ quá. Một xíu chắc phải hai trái một đòn ba trái đòn ba trái là chú bự nữa nha còn vậy là 6 miếng này luôn còn chú này nhỏ chắc hơn ba trái quá bốn trái quá chú này nhỏ quá tiêu tiêu một lần vợ năm tí nó làm nó để hành sắc hành trộn vô ý thức người người dạy người khác chuối này chắc mình phơi rồi lá chuối nó héo héo thôi cho nó héo đi chuối không để thôi nó không rách thôi nó giòn có không được vậy mình ra hai mấy đòn đâu đếm bao nhiêu cục gì một hai ba bốn nếp nếp này xào rồi lá dứa màu xanh hai mày đi đám luôn á chứ nhà xuống đi mời trước không có làm không được không đâu quay hả bấm thì nó quay bấm xuống nó quay hả quay bấm xuống không quay nó không ngủ mình ngủ như vậy đâu cái bọc tôi trời ơi Nguyễn bật tô tai của anh em về nếp bị mỏng quá em á đậu bự bự chán rồi 50 trứng lộn
Đi cho con trâu đi rồi con sẽ biết làm không? Mừng khổ. Tay chân đau quá còn làm được không? Mặt xin dần dần mà còn quay nữa. Quay đầu con tay chứ quay mặt. Thôi cái tay thiểu không nè. Rồi Thắng đi ngủ đi Thắng ơi. Thấy sắm cây cân mình cân nếp đó, nó đều theo cái nghiêm đậu cái đậu cái cục mình giò nó đụng nhưng không giò dài lại nó cắt mà nó cắt nó mở có bay dai bay dài đó hả thì phải giò theo bờ mở nó cắt dài tao giò theo dài chú quá trời đó hay là cắt mở cục ngủ hả mở cắt cục ngủ hả làm theo muốn mở cho nó đủ rồi đó xào nếp
chị hai mình xào ba chảo đó, xào ba chảo nếp đó, không phải xào một chảo rồi đâu, hai chảo chứ không hết, ba chảo. Bắt vừa tẩm tòng phù quá ha. Quá đẹp phải không? Mẹ cái này xuống cho nó giá, cái nút sát xuống rồi mới cột ngang thôi. Trời ơi, 7 phút, gần 8 phút mới xong, buộc. Hôm qua má em làm xong rồi chứ. Người ta giờ ta trộn cái chuối vô cái này. Ôi, thôi, thôi. Sao mà nó ra nước nhiều thế? Cái chuối hoa trái cũng khác. Đúng rồi, nó quá nhiều.
được rồi hả? Tưởng đâu khó nha. Nhói luôn rồi kìa. Quay phim luôn đó kìa, không chơi đâu. Chuyện cho con ý cơ mà. Chuyện phim được, chuyện phim. Đóng phim đó, trời ơi. Hai chiếu bên TV á. Chiếu TV á.
ba. Chúng ta phải lựa cái tàu nào mà nó lá nó không có sâu, nó còn nguyên. Đây chuối hộp. Wow, chuối này mà làm gỏi ăn là rất là ngon. Trái thì ngâm rượu quá. Wow, đó chuối hộp đó. Cái buồn nó rất là ít nải. Cái nồi to khủng khiếp. Chùi. Này phát minh không biết từ đâu. Nhiều đó hai bán bụng á. Chừng rớt nước ra ngoài nó tắt lửa đó. Lên xe bột mà lâu quá không có xài. Giờ toàn mua bột chợ không. Để cái đống rong rồi nè. Cao quá, ốm á. Ừ, thì chị làm lần hai không hả? Lần hai không mà làm một ngăn vậy đó là hai trái. Thì đó, em giờ làm ngăn thì cho ba trái đi, bởi vì còn nhiều chuối lắm mà sao không dám làm sao. Thôi. Bạn làm hai đó, nhiêu làm hết hai. Toàn đó của em đó. Chuối mà gà đậu, chuối mà cắt gà đậu. Đi bỏ vô bếp thôi. Cái nồi này nấu bánh đã
không chị, mấy bánh nè.